Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Bình Đường thuộc thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương, kế bên trung tâm hành chính Dị An, kế bên Linh Xuân Thủ Đức, để giới thiệu cho khách hàng một căn nhà có diện tích là chiều ngang 7m và chiều dài 50m, tổng diện tích là 356m2, được chủ nhà đúc một trệt 3 lầu, sân thượng trước sau. Và phía sau căn nhà mình có một dãy trọ đang cho thu nhập hàng tháng khoảng 30 triệu đồng. Đây là dãy trọ phía sau của căn nhà mình nhé. Căn nhà này có con đường phía trước rộng khoảng 8 mét thông, thông ở chợ. Nhà này cách chợ chỉ khoảng 100 mét thôi. Đây là chợ này. Chợ này thông từ đường Nguyễn Tri Phương, thông qua trung tâm hành chính Dị An và đi Linh Xuân Thủ Đức chỉ khoảng là 500 mét thôi là tới Linh Xuân Thủ Đức rồi nhá. Ngay chợ đây này. Đường thông nhá, kinh doanh buôn bán rất là tốt. Bây giờ mình nhìn lại mặt tiền căn nhà mình một lần nữa nhá. Ngang 7, dài 52m. Bây giờ mình di chuyển vào trong này. Nhà này mình có thể vừa ở, mở văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán rất là tốt nhá. Đây mình có sân xe hơi để xe 7 chỗ thoải mái cái không gian này nhá. Trên đây chủ nhà đúc đổ luôn rồi. Khu nhà kinh doanh buôn bán rất là tốt nha. Quý vị mình nhìn lại một xíu nữa, đây là chợ này. Ngay chợ luôn nha. 356m2. Bây giờ mình di chuyển vào trong này. Cửa chính trong đây được chủ nhà làm cửa gỗ gỗ đỏ luôn nhé. Cửa ngoài thì chủ nhà làm một lớp cửa cuốn đức. Vừa rồi mình đã đi qua và đi vào đây, mình đi qua bậc tam cấp được chủ nhà làm đá đỏ ngay đây nhé. Di chuyển vào trong phòng khách, sàn được chủ nhà lót gạch bóng kiến giả đá loại 1 khổ 80. Bây giờ mình xem bên hông của phòng khách trước này. Đây là không gian của bên hông phòng khách. Phía trên là hệ thống đèn chùm, đèn led chiếu sáng ngay không gian phòng khách này nhé. Nhà mình tặng full hết nội thất luôn, tặng toàn bộ nội thất cho quý khách hàng mình khi mua. Đây mình có bộ ghế gỗ đỏ rất là đẹp nha. Không gian cực kỳ đẹp ngay không gian này. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích ngang 7, chiều dài 52, tổng là 356m2, được chủ nhà đúc một trệt 3 lầu và có một dãy phòng trọ phía sau đang thu nhập hàng tháng. Nhà này cách đường Nguyễn Tri Phương chỉ khoảng 300m thôi, ngay chợ, thông qua trung tâm hành chính Dị An. Nhà này cách Linh Xuân Thủ Đức khoảng 500m thôi, cách cầu vượt Linh Xuân Thủ Đức khoảng 1 cây số. Và cách cầu vượt Sóng Thần khoảng chưa tới 1 cây số nhé. Quý vị khách hàng nào có nhu cầu đi xem, vui lòng liên hệ với số điện thoại của em trên màn hình, số 0973 114 255. Alo cho em, hẹn gặp em sẽ dẫn vào xem căn nhà này nhé. Trong đây mình có không gian bếp nấu ăn rất là rộng này. Toàn bộ căn bếp đều được chủ nhà làm chất liệu gỗ gỗ đỏ nhé. Mặt đá hoa cương kim sa màu hồng rất là đẹp. Chủ tặng toàn bộ nội thất cho quý khách hàng mình mua về ở. Do nhu cầu công việc, chủ nhà sang lại căn nhà tâm huyết cho quý vị mình có nhu cầu. Biệt căn nhà này, phía cuối căn nhà này có một phòng ngủ ở dưới này.
nhà toàn đồ gỗ nhé. Ở đây mình có một phòng ngủ dưới, mình có thể dành cho người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ ngay không gian này. Đây có tủ áo 4 cánh được chủ nhà làm tủ gỗ đỏ luôn nhé. Tặng toàn bộ nội thất cho quý vị khách hàng mình khi sở hữu. Đây mình có tủ rượu mini ngay đây nhé. Tủ này cũng được chủ nhà làm tủ gỗ căm xe nè. Bây giờ mình nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa nhé. Bây giờ cùng mình di chuyển lên lầu trên. Quý hàng xem kỹ căn nhà nhé, xem hết video luôn, mình quay kỹ cho khách hàng một cùng coi này. Ở đây mình có trụ cột bằng gỗ gõ đỏ ngay đây nhá, tay vịn bằng gỗ gõ đỏ và đá hoa cương kim sa rất là đẹp ngay đây. Ở đây mình có song gỗ chắn ngay đây nhá. Nhìn lại phòng khách một lần nữa này. Quý khách hàng đang xem, nếu thấy căn nhà này đẹp thì hãy tặng cho mình xin một like nhé, để nhận được những thông báo, những video mới nhất mình đưa lên cho khách hàng tham khảo. Bây giờ xem đường sau trước. Không gian của lối đi này rất là rộng nha. Ở đây mình có phòng ngủ thứ hai. Trong đây có phòng vệ sinh riêng trong phòng luôn nhé, ngay phòng ngủ thứ hai này. Tặng toàn bộ nội thất cho quý khách hàng mình xem. Căn nhà này có diện tích là ngang 7 sâu 50, có dãy trọ đằng sau. Và nhà này xây một trệt 3 lầu. Có sân thượng trước sau, trồng cây, nuôi gà đầy đủ hết. Ở dưới đây mình có phòng vệ sinh này, phòng vệ sinh này rộng có 10 mét vuông nhá. Có vòi tắm đứng, bồn tắm nằm đầy đủ hết. Phòng vệ sinh rộng 10 mét vuông. Bây giờ mình sang tham quan. Đây là phòng khách thứ hai này. Phía bên đây mình có ban công bên hông này nhé. Một xíu nữa mình sẽ lên trên quay toàn cảnh ban công cho quý vị mình cùng xem. Ở đây mình có phòng khách thứ hai. Bên đây có bộ nệm da rất là đẹp nhé. Tặng toàn bộ nội thất cho quý vị mình cùng xem. Tặng hết nội thất. Nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá rất là mềm, chỉ 15 tỷ. Còn thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà nữa. Đây mình có view sân vườn ban công phía trước này. Đây có thể nuôi chim, trồng cây cảnh ở đây nhé. Đây có cây ổi, cây bưởi này, cái vối cũng như là nhiều cây khác ngay đây. Ban công rất là rộng. Bây giờ mình cùng di chuyển lên lầu trên này để tham quan không gian. Còn hai tầng lầu nữa nhé. Quý vị mình xem hết video, mình lên trên mình sẽ quay toàn cảnh trung tâm hành chính Dĩ An cho quý vị mình cùng xem. Cầu thang chủ nhà làm đồ gỗ rất là đẹp, cũng như là loại đá hoa cương. Đây mình có ban công nhé, một xíu mình hẳn lên sân thượng cho quý vị mình cùng xem. Bên đây mình có phòng ngủ thứ ba này. Phòng ngủ rất là rộng rãi nhé. Đồ gỗ rất là tốt. Quý vị nào có nhu cầu đi xem thì mình sẽ dẫn cho xem trực tiếp sẽ kỹ hơn. Mình review trên đây thì nhìn mình sẽ không thấy hết được toàn cảnh căn nhà. Ở đây mình có phòng tập thể dục. Ở dưới là mình có phòng giặt rồi nhé. Đây mình có thể làm phòng giặt thứ hai đây này. Có chỗ kê máy giặt nhé. Có phòng vệ sinh riêng trong phòng luôn. Sang tới phòng thờ phía trước. Đây có phòng thờ rộng nha.
chủ nhà tặng toàn bộ nội thất, chỉ mang bàn ông địa và bàn thờ này đi thôi. Đây mình cũng thấy làm phòng ngủ được nha, cực rộng luôn. Ban công phía trước này, xíu nữa mình sẽ lên trên cùng quay cho quý vị mình cùng xem. Lên sân thượng để mình quay toàn cảnh không gian tầng trên. Do chủ nhà điều kiện công việc nên phải chuyển đi, nên là để lại căn nhà tâm huyết cho quý vị mình nhé. Quý hàng là có nhu cầu đi xem, vui lòng liên hệ với số điện thoại của em trên màn hình, số 0973 114 255. Hãy alo cho em và cho em cuộc hẹn, em sẽ dẫn vào xem căn nhà này. Lên tới sân thượng sau rồi, ở đây mình có không gian chủ nhà có thể trồng cây, trồng rau ngay không gian này nhé. Chủ nhà có thể đam mê chăn nuôi, nuôi vài chú gà và vài chim cu trên đây. Đây là không gian toàn cảnh của Dĩ An 2. Quý vị thấy đây là khu, đây là tòa nhà ngay cầu vượt Sóng Thần này, ngay siêu thị này, ngay cầu vượt Sóng Thần nhá. Ở đây có mấy chung cư đang làm, mắc cái rào này rồi mình không thấy được. Ở đây là ngay chỗ cầu vượt Linh Xuân này, ngay chỗ nhà thờ nhá, ngay cầu vượt Linh Xuân. Phía bên kia là quận 9 Thủ Đức nhá, khúc chung cư nhiều này. Đây là quận 9 Thủ Đức này. Và phía bên đây là trung tâm hành chính Di An. Trung tâm hành chính Di An ngay đây nhé. Đây mình có sân thượng trước nhé. Đây là con đường ra chợ này, ngay chợ Di An 2 nhé. Đấy, có đường thông buôn bán. Xe lưu thông tấp nập luôn. Rồi, cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.